Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại đang là chiếc Oppo F7, một chiếc điện thoại đang được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trong mấy ngày hôm nay. Và hôm qua anh Nhã Đinh mình đã một bài trên tay về chiếc điện thoại Oppo F7. Như các bạn đã thấy, chiếc Oppo F7 được Oppo trang bị một cấu hình khá là mạnh mẽ với chip Helio P60 cộng với 4GB RAM. Ngoài ra sẽ có một số phiên bản là 6GB RAM nhưng mà hiện tại vẫn chưa có mặt tại Việt Nam. Và trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu, ngoài chiếc Oppo F7 còn có chiếc iPhone 6S Plus cũng đang có giá rất hợp lý. Và hôm nay mình sẽ so sánh hiệu năng của chiếc Oppo F7 với chiếc iPhone 6S Plus. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về cấu hình của cả hai sản phẩm. Chiếc Oppo F7 chạy chip Helio P60 cộng với 4GB RAM. Còn chiếc iPhone 6S Plus chúng ta chạy chip Apple A9 và 2GB RAM. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần điểm AnTuTu của cả hai sản phẩm. Thì mình đã đo trước về điểm AnTuTu. Như các bạn thấy ở đây thì điểm AnTuTu của hai sản phẩm là gần như là ngang bằng nhau. Chiếc Oppo F7 chúng ta có điểm AnTuTu cao hơn một chút là 138.000 điểm. Trong khi đó chiếc iPhone 6S Plus chúng ta có điểm AnTuTu là 128.000 điểm. Chúng ta sẽ vào điểm GPU và điểm CPU của cả hai sản phẩm. Ở đây thì điểm CPU thì chiếc điện thoại Oppo F7 chúng ta cao hơn khá là nhiều so với chiếc điện thoại iPhone 6S Plus khi sở hữu điểm CPU lên tới 62.000 điểm. Còn chiếc iPhone 6S Plus chúng ta là 41.500 điểm. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào điểm GPU thì cả hai sản phẩm thì chiếc iPhone 6S Plus chúng ta sở hữu điểm 3D điểm GPU khá cao lên đến 37.800 điểm, còn chiếc Oppo F7 là 30.000 điểm. Điều này chúng ta có thể kết luận là khi vào một số tựa game nặng yêu cầu cấu hình cao thì chiếc iPhone 6S Plus chúng ta có thể sẽ có tốc độ cũng như là khả năng chơi mượt mà hơn trước Oppo F7. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra ứng dụng chạy ngầm trên cả hai thiết bị. Mình đã xóa hết đi và khởi động cả hai máy để chắc chắn rằng cả hai thiết bị đều không có ứng dụng chạy ngầm. Như các bạn thấy ở đây thì cả hai ứng dụng của mình đều đã khởi động xong và mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa là trên cả hai thiết bị còn ứng dụng chạy ngầm hay không. Cả hai thiết bị của chúng ta đều không có ứng dụng chạy ngầm nào. Bây giờ mình sẽ đi vào bài so sánh về tốc độ của cái sản phẩm để tiện ứng dụng AnTuTu. Như thấy ở đây chiếc iPhone 6S Plus ta phản hồi rất nhanh, gần như là ngay lập tức thì ứng dụng chúng ta đã tải xong từ game đầu tiên Tem Run 2. Một điều rất là đặc biệt thì chúng ta thấy ở đây thì chiếc Oppo F7 còn có thêm phần là tăng tốc game cho riêng thiết bị của mình, nhưng mà về tốc độ thì chiếc iPhone 6S Plus chúng ta vẫn vượt trội hơn một chút. Từ game thứ hai Dumb Way to Die 2, và chiếc iPhone 6S Plus chúng ta lại là người chiến thắng ở tựa game thứ hai này, Candy Root. Chiếc Oppo F7 chúng ta ở một số ứng dụng game thì đều có phần hỗ trợ. Nghĩa là năm nay Oppo chúng ta đã quan tâm hơn về cấu hình cũng như khả năng chơi game của sản phẩm. Ở tựa game Candy Root này thì chiếc Oppo F7 chúng ta đã là người chiến thắng. Chém hoa quả. Vâng, chiếc iPhone 6S Plus chúng ta đang chiến thắng hơn một tích tắc so với chiếc Oppo F7. Subway Surfer. Nhanh hơn một chút, chiếc iPhone 6S Plus chúng ta lại là người chiến thắng. Chúng ta thấy chiếc Oppo F7 loạt ứng dụng khá là nhanh, nhưng mà khi đến vào màn chơi thì chiếc iPhone 6S Plus chúng ta lại là người nhanh hơn. Zombie Tsunami. Và như thấy ở tựa game này thì chiếc Oppo F7 chúng ta đã là người chiến thắng chiếc iPhone 6S Plus. Liên Quân Mobile. Khá đồng đều. Vâng, chúng ta thấy ở đây thì chiếc iPhone 6S Plus đã là người chiến thắng ở tựa game Liên Quân Mobile này. Tựa game cuối cùng, tựa game Advan 8. Cái thiết bị phản hồi gần như ngay lập tức. Vâng, lại một lần nữa chiếc iPhone 6S Plus chúng ta lại là người chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào màn chơi. Mặc dù ra cách đây 2 năm nhưng chiếc điện thoại iPhone 6S Plus chúng ta vẫn có một hiệu năng cũng như tốc độ loạt game cực kỳ nhanh.
mình sẽ đi vào màn chơi. Một, hai, ba. Và như ta thấy ở đây, chiếc iPhone 6s Plus chúng ta đã ra vào trước chiếc Oppo F7. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà chúng ta vừa nhìn điểm AnTuTu thì điểm xử lý 3D cũng như đồ họa chiếc iPhone 6s Plus chúng ta là khá là cao, gần 40.000 điểm, cao hơn chiếc Oppo F7 hơn 10.000 điểm. Thì về những ứng dụng game nặng, yêu cầu cấu hình 3D cao thì chắc chắn là chiếc iPhone 6s Plus chúng ta sẽ có gì đó nhỉnh hơn chiếc Oppo F7. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần quản lý đa nhiệm trên cả hai sản phẩm. Và đây là các ứng dụng của chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào ứng dụng đầu tiên, AnTuTu. Vâng, chiếc Oppo F7 chúng ta đã phải tải được ứng dụng AnTuTu này, Tem Run 2. Và ở tựa game Tem Run 2 thì chiếc iPhone 6s Plus chúng ta đã phải tải lại rồi. Còn trong khi chiếc Oppo F7 vẫn không phải tải lại. Dumb Way to Die 2. Vâng, cả hai thiết bị chúng ta đều đã phải load lại game ở tựa game Dumb Way to Die 2 này. Tiếp theo, Candy Root. Vâng, cả hai thiết bị chúng ta đều đã phải load lại game. Có điều hôm nay mình đã đưa ra khá là nhiều tựa game nên là hai thiết bị hơi bị tràn RAM một chút. Tựa game chém hoa quả. Tựa game chém hoa quả này, chiếc iPhone 6s Plus chúng ta đã không phải load lại game, trong khi chiếc Oppo F7 đã phải load lại game rồi. Subway Surfer. Vâng, cả hai thiết bị đều đã phải load lại game rồi. Với RAM 4GB mình hơi bất ngờ với chiếc Oppo F7 chúng ta đã phải load lại khá nhiều game. Còn chiếc iPhone 6s Plus chúng ta với RAM 2GB thì có thể là hơi yếu một chút về phần quản lý dung lượng RAM này. Zombie Tsunami, cả hai thiết bị đều đã phải load lại game. Tiếp theo, Liên Quân Mobile. Lại lần nữa là cả hai thiết bị đều phải load lại game rồi. Từ gamer cuối cùng chúng ta, Hatfan 8, xem cả hai thiết bị có phải load lại game không. Bằng lại một lần nữa thì cả hai thiết bị đều đã phải load lại game. Vâng, như các bạn đã thấy thì sau bài speed test vừa rồi thì với hai sản phẩm trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu, nếu các bạn ưa thích chơi game, chúng ta có thể chọn chiếc điện thoại iPhone 6s Plus rất là mượt mà cũng như hiệu năng vẫn rất là tốt cho các bạn. Còn như các bạn muốn sở hữu một chiếc điện thoại với camera tuyệt đỉnh, các bạn có thể chọn chiếc Oppo F7. Cả sản phẩm đều đang được bán di động thông minh với mức giá vô cùng hợp lý. Các bạn có thể qua các showroom của di động thông minh để trải nghiệm cũng như mua sản phẩm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.